Đâu có 20 xuất quà cái bằng mà. Dạ 20 xuất chưa tới đủ chị, đang trên đường tới. Nhưng mà cái bằng đó là phần cái đây nó đúng. Dạ. Bà thì Nam thì Nay. Cái bây giờ phải bắt người làm cái phần quà tặng trước đang nằm trên xe quý vị ơi, chờ xíu. Cái phần quà tặng trước đang nằm. Cái phần quà 20 phần của lấy rồi. Sao kỳ vậy trả hả quà? Quà còn nằm trên xe. Vậy là không có gì. Quà của Liên nào đó bạn đang nằm trên xe. Chỉ quà chứ thôi. Ý là điểm trên tay cho nó thân thân. Người đây nè. Rồi cho nào rửa tay đi. Tiến lên bên 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 cái này này. Cô lên luôn. Anh vô luôn đi. Các cô các chú đứng qua bên này luôn rồi nhận quà nhá. Một lần nữa thì mình đang chương trình cho toàn thể mây và cô chú anh chị chúng ta những ai đang đi và đang cầm những lá phiếu thật là hạnh phúc và may mắn để nhận món quà để cùng sân yêu thương chia sẻ niềm vui để chúng ta có thể đón với một năm mới thật tuyệt vời và hạnh phúc. Và bên nhóm từ thiện thì cũng có những chiếc bánh thật là tuyệt vời để trao tặng cho những em nhỏ. Thì cho chồng kính mời bên nhóm từ thiện chúng ta cùng chung tay để phát những chiếc bánh thật là ngọt ngào và tình cảm để san sẻ những em nhỏ trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi ra ngoài cho các cô các chú đi em ơi. Anh em chụp hình kìa. Sau khi trao quà thì tất tổng kính mời hai nhóm từ thiện chúng ta cùng tiến về phía sau để chụp lại những bức hình thật là ý nghĩa và thật là hạnh phúc và để có thể nói lên được một cái niềm vui khi chúng ta làm một cái điều mà không ai có thể làm được để cùng chung tay để chào đón một năm mới cũng như là xuân yêu thương toàn vẹn hơn, hạnh phúc hơn và ấm no hơn. Một lần nữa thì trân trọng kính mời hai nhóm chúng ta cùng tiến lên để chụp những bức hình thật tuyệt vời cùng với cán bộ xã. Chúng ta cùng có thể tiến lên để cùng chụp chung một tấm hình thật là tuyệt vời và thật là ý nghĩa để chúng ta có thể đưa lên Facebook hoặc là chúng ta có thể đăng lên cho các mạnh thường quân biết để chúng ta có thể lần sau chúng ta có thể kêu gọi những món quà tốt hơn nữa, đẹp hơn nữa để cùng chung tay với một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc. Vậy là bằng những tình cảm yêu thương, tình thương mến thương, lá lành đùm lá rách, lá rách ít thì đùm lá rất nhiều. Thật đúng là uống nước thì chúng ta thường nói là phải tiếng nguồn.
mà hạnh phúc ngày hôm nay đối với những người làm từ thiện thì không phải giàu mới đi làm từ thiện, nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta làm bằng một cái tâm, bằng một tình cảm san sẻ cuộc sống với mọi người. Thì xin chúc cô chú anh chị hôm nay sức khỏe, năm mới thật nhiều thành công, và chúc cho tất cả toàn thể quý vị ở đây với một niềm vui và một niềm hạnh phúc chung tay để có thể xây dựng một cái Tết thật tuyệt vời và hạnh phúc cho bà con trong ngày hôm nay. Bây giờ đây cho chồng kính mời bà con cô chú anh chị ai có những lá phiếu thật may mắn và hạnh phúc thì chúng ta hãy nhanh chân và tiểu bước và tiến lên sân khấu để nhận những món quà yêu thương đến từ năm nhóm từ thiện trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa thì trân trọng để kính mời. Và giờ đây thì một phần quà thì tương ứng với là một phiếu đối với một người. Thì giờ đây trân trọng những ai có những lá phiếu thật tuyệt vời và hạnh phúc thì tiến lên sân khấu để nhận được món quà thật là ý nghĩa, thật là tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa các bà con, từ từ tâm thái chúng ta không nhận quà thôi, bây giờ để cho ổn định trật tự cho nó có cái thứ tự để khỏi lên quà. Đầu tiên là cũng mời các bác các chú các cô lớn tuổi trước, mỗi người cầm quà lá phiếu, không nhận phiếu gì. Xin mời các tấm lòng của mình thường luôn ra đại diện ta tặng quà. Con cứ xuống đây, con cứ tầm xuống đây. Lấy 10 phiếu thôi, một lần 10 phiếu thôi. Từ 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 từ